Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm hai cái nồi cơm. Một nồi là của hãng con này là của Mitsu xem. Con này hãng Mitsu này. Còn con này của hãng San Leo xoài nhé. À đâu, con này con Pala. Nhìn giống San Leo thế. Đây Pala các bạn này. Thì là hôm nay mình sẽ làm một lúc hai cái nồi này luôn. Mấy cái nồi trước của hai bác ở Hưng Yên với lại ở dưới Bắc Giang nhỉ, là đã bị bó tay các bạn nhé, vì là các bác ấy đã chọc vào nhiều quá rồi. Thôi cứ làm đi thôi. Hôm nay mình sẽ tiến hành làm luôn hai con này. Hiện tại là cái chỗ nhà mình đã bị chật cứng rồi, tủ lạnh rồi là điều hòa đang bị chật cứng. Bây giờ mình phải len lỏi vào góc này để sửa cho cái mát này. Từng con một. Không cần quay chân cái thiết kế này con đấy không cần đâu, tháo cái này ra nhất lên được rồi. Cái này là cùng một nhà nhỉ, ngôi tên nó giống mất nguồn một không một như nhau. Ui, chắc thế. Nồi cơm rất là đẹp. Xuống rồi. Ủa, chèn ốc rồi. Chèn ốc hay ốc bế. Cái chèn phần tài này. Ngồi đây. Do con này chứ này. Mình vẫn này nó đang đứt dây. Do thùng. Con trắng này không biết tiêu hay là nó phải tắm trắng là chả vẫn còn
rồi, phải đưa hẳn vào đây. Sao cổ chỉ đen rồi, còn đây nó đen thế. Mất rồi. À, đo công suất rồi. À, kiểm tra sơ bộ con nồi Pala này thì nó đang bị đứt con cầu chì ở dưới đáy nồi này các bạn nhé. Còn con Nipsu này thì đang bị chập công suất. Thì mình đã mang lên kia để mình thay công suất nhé. Còn bây giờ mình sẽ thay đấu cái con cầu chì ở đáy nồi này lại để xem nó chạy không các bạn nhé. Mới kéo ra này.
Bóng mình CT60M đi. Ai đẹp vậy? Bóng gì? Đen đen chả gì. Ba không ba. Ba ra cái gác này nhìn thấy. Mình cảm thấy rất nhiều. Đi đánh sạch những bệnh đi nhé. Con Misu chiếc con công suất này các bạn này. Misu chiếc công suất nhé. Chiếc công suất thì các bạn cứ thay công suất thôi. Mình sẽ thay công suất trước và xem như nào nhé. Còn bây giờ mình đã đấu xong mình đã đấu xong con cầu chì rồi nhé. Các bạn cứ đấu tắt ở con đáy nồi này vào. Không sợ gì đâu nhé. Các bạn đấu tắt vào xong là các bạn thử thôi. Bây giờ mình sẽ đấu tắt luôn này. Tèo các con này đấy gần hết cái này cái gì còn lỗ vốn à
Rồi, ok các bạn nhé. Mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ cắm thử điện xem là có lên nguồn không nhé. Chạy. Ồ, như vậy là quan nồi pala này ok. Cậu thì đứt cầu chì ở dưới đáy nồi thôi các bạn nhé. Đó. Như vậy là đã xong. Cái màn hình này hơi bị kém rồi. Rồi. Đã xong một em các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Và xem con công suất của này thay có ok không nhé. Này quay. Alo. Dạ. Dạ vâng. À, hãng gì anh nhỉ? Anh ở đâu nhỉ? Ờ, bao nhiêu Trần Hưng Đạo anh? Bao nhiêu Trần Hưng Đạo nhỉ? Có nghĩa là ngã tư giữa Trần Hưng Đạo với lại Lý Buôn à? Tức là gần chỗ đấy, gần chỗ dầu khí đúng không? Có 28 thôi không? Đường Lê Quý Đôn á. À. Thế thì chính xác là cái nhà bao nhiêu em tìm như thế. Tám sáu là đường nào nhỉ? À, có nghĩa là cái đến số nhà 86 luôn thì anh đặt đường luôn hay cái con ngõ không? Vào. Kêu chết tôi. Kêu cái gì? Quạ quạ gì? Kéo cái hỏng. Nghe thì cũng chưa lắp này. Dùng lắc hay hay thụt hay thụt hay cái chụp thì đi tiệm đi lấy ấy. Giờ đang quên rồi thôi. Quên thì nghỉ chơi vất bố nó xe quên xe rồi còn là quên chìa khóa. Con này ít rác mà. Hả?
không xí. Mà bạn mình có tên vô góc nhau có thể xem nhé. Không có E 06 là không kinh. Mười một rưỡi lên kia về mới bỏ anh chở lên Thái Bình về mới bỏ anh chở. Tám sáu à? Tướng đạo thì cũng phải lên. Ok chưa? Nó phải có cả. Vậy con này nó lên cái này cơ. Này chui mẹ nó lên cái này. Đậy mẹ lít hả? Cạn lít hả? Cho cái đầu ra ngoài không cứ nó vào cái quạt đi quạt nó quay ra của ai quạt qua đây đâu quạt mái tít trong hết rồi đúng còn hai con nữa phải hai con đốc nữa phải chờ thử nóng chưa nóng rồi thôi mở lắp lên có gì ấm rồi. Qua tay nó mang đến này. Qua chân nó để lại. Như vậy là đã xong các bạn nhé, một em Pala, em Mitsu này cũng thay công suất là ăn luôn, không phải sửa cái gì nhiều các bạn nhé. Mình đây là sửa theo ban bệnh, chỉ giới thiệu về ban bệnh thôi. Các bạn nào mà giống bệnh như thế thì các bạn cứ làm theo. Có bác nào nuôi 101, 110
đuôi 110 đã xong nhé. Hai quan đều mất nguồn, một quan là chập công suất, còn là một quan thì không cầu chì đáy nồi thôi. Còn là pala này cầu chì đáy nồi nhé. Rồi bây giờ cắm lại thử nhé. Bây giờ mình sẽ cắm lại con Mitsu cho các bạn xem nhé. Mitsu này nó cũng thêm lỗi F06 ấy, bật lên hay lên hết đèn này. Đó. Ok. Quá nghe tiếng quạt chạy quay. Như vậy là đã xong các bạn nhé. Cắm nốt con này cho các bạn xem cái này. Đây có cắm được hai tải hai nồi. Được. Cắm xong là tắt đi. Đây, con này được rồi mình tắt đi nhé. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, con này đã chuyển số này. Đó, bật cái khoan lắp ngay nhé. Như vậy là đã ok. Video này mình xin dừng tại đây nhé. Cảm ơn các bạn.